Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 27. Sau khi xử lý chuyện anh em nhà họ Dương xong, Diệp Lâm tiếp tục cưỡi ngựa đi công ty. Bạch Vĩ Vi báo cáo với Diệp Lâm tình hình hoạt động dạo này của công ty. Bởi vì thuốc mới sắp ra thị trường, lại còn được phản hồi tốt, cho nên có nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Đương nhiên, giai đoạn hiện nay vẫn ưu tiên hợp tác với bệnh viện, vì vậy đa số đơn đặt hàng là của bệnh viện. Các bệnh viện trung y hưởng ứng tích cực nhất. Bạch Vĩ Vi nói, còn đa số các bệnh viện tây y thì tạm thời chưa có ý định hợp tác. Tôi định ngày mai tự mình đi ba bệnh viện hàng đầu xem thử tình huống cụ thể, Diệp Lâm nói, không cần đi. Cô hãy nhớ cho kỹ, vấn đề hiện giờ là của người mua, người bán chúng ta không cần phải cầu xin ai cả. Nếu đám tây y gàn bướng hồ đồ, không biết thay đổi, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thuốc mới của chúng ta đào thải. Đến lúc ấy, dù cho bọn họ tới cầu xin hợp tác với chúng ta thì chúng ta cũng sẽ không cho cơ hội. Bạch Phi Vi gật đầu, nói tiếp, à phải rồi, viện trưởng bệnh viện trung y là ông Bành đến công ty vào sáng nay, nói là muốn gặp anh một lần. Ông ta tìm tôi làm gì? Diệp Lâm ngây người, thầm nghĩ ông ta muốn nhận mình làm thầy nữa hả, nói với ông ta là đừng mơ nhận tôi làm thầy. Không phải, Bạch Phi Vi nói, nghe ông ta nói là tới tìm anh để nói chuyện về giá bán của đan dược. Hóa ra là vấn đề giá cả. Diệp Lâm nói, bảo ông ta đi phòng họp chờ tôi. Sau đó, Diệp Lâm đi vào phòng họp gặp ông Bành. Tiểu thần y, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ông Bành chủ động đi lên, nhiệt tình bắt tay với Diệp Lâm, thái độ một trời một vực so với trước đây. Ông Bành, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Lâm đi thẳng vào vấn đề. Ông Bành nghiêm mặt nói, bệnh viện trung y chúng tôi sẽ dốc sức. Ủng hộ công ty cậu mở rộng thuốc mới, đồng thời phổ cập khoa học với người bệnh. Chỉ cần người bệnh đồng ý là sẽ dùng thuốc mới để điều trị. Chỉ là giá cả, nói đến đây, ông Bành có chút ngại ngùng cười nói, công ty cậu có thể định giá vừa phải hay không? Tiểu hỗn nguyên đan và trung hỗn nguyên đan sẽ được dùng khá nhiều, chỉ mong giá cả sẽ thân dân một chút. Nói cho cùng, đa số người bệnh đều không có bao nhiêu tiền, vì bệnh mà nghèo thấy mãi cũng quen mắt. Ông Bành chịu đựng xấu hổ đi trả giá cũng chỉ là vì người bệnh. Lòng mang người bệnh của ông Bành khiến cho Diệp Lâm hơi xúc động. Ông Bành, ông cho rằng tôi mở rộng đan dược là vì phát tài hả? Diệp Lâm cười hỏi lại. Chứ sao, ông Bành ngây người, không hiểu ý ngầm của Diệp Lâm. Với loại thần dược như thế, dù có bán giá trên trời cũng sẽ là cung không đủ. Diệp Lâm nghiêm mặt nói, thăng quan phát tài, chớ nhập y môn. Từ xưa đến nay, trung y chúng ta chữa bệnh cứu người, không phải là vì tiền tài mà là vì cứu mạng. Tôi mở rộng đan dược chỉ vì hoàn thành tâm nguyện của sư phụ tôi. Vậy nên ông Bành cứ yên tâm, đan dược sẽ được tính trong bảo hiểm y tế, giá cả chỉ cao hơn giá vốn một chút thôi. Diệp Lâm có rất nhiều cách để kiếm tiền. Đến cấp bậc của Diệp Lâm, tiền tài chỉ như mây khói thoáng qua. Thật hả, nghe vậy, ông Bành vừa mừng vừa sợ, quý như thế vào bảo hiểm y tế, lại còn chỉ bán với giá được. Vậy, sao có lãi ai mở công ty làm ăn mà không vì tiền tài cơ chứ? Huống chỉ, Diệp Lâm mở một công ty to như thế, không thể nào chỉ vì làm từ thiện. Tốn công tốn sức, nếu không vì tiền tài thì là vì điều gì? Ông Bành thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì thanh danh, hay là vì làm quan? Diệp Lâm không ngờ ông Bành lại lo lắng về vấn đề kinh doanh của công ty mình. Vậy nên, Diệp Lâm cười nói, đông không sáng thì tây sáng. Tranh lợi với người trong nước, kiếm tiền của người trong nước thì có bản lĩnh gì? Kiếm tiền của người nước ngoài mới là bản lĩnh thật sự. Diệp Lâm rất ghét kiểu ức hiếp người nhà. Ví dụ như một vài công ty trong nước không có một chút sức cạnh tranh nào với nước ngoài, bèn bán cùng loại hàng hóa với giá cao ở trong nước, còn ở nước ngoài thì phùng má giả làm người mập bán với giá thấp, đã vậy người nước ngoài còn không thèm mua. Thiếu tự trọng, không chỉ khiến người ta phải ghê tởm, mà còn khiến người A coi thường. Đan dược của tôi không phải vì kiếm tiền của người trong nước, mà là vì kiếm tiền của người nước ngoài. Bán ra nước ngoài để nuôi dưỡng thị trường trong nước. Toàn cầu có 8 tỷ người, nghĩa là thị trường 8 tỷ, bỏ qua nước Hạ 1 tỷ ư người, thì vẫn còn có thể kiếm được tiền của hơn 6 tỷ người. Diệp Lâm chỉ cần dựa vào thị trường nước ngoài là có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi, cơ bản là không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Từ lúc bắt đầu, Diệp Lâm đã lên kế hoạch hết rồi. Ây da, ông Bành cảm thán liên tục,
nếu thật sự như thế thì tôi xin phép đại diện người bệnh cả nước chân thành cảm ơn tiểu thần y. Dứt lời, ông Bành khom lưng tỏ vẻ biết ơn. Ông Bành không cần phải khách sáo. Diệp Lâm nói, tôi chỉ là góp một phần nhỏ bé cho quốc gia thôi, cần gì phải nói ơn nghĩa. Huống chỉ, đơn thuốc không phải thuộc về Diệp Lâm, mà là thuộc về Dược Vương và Dược Vương Cốc. Diệp Lâm chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Là tôi không biết nhìn người, hôm qua đắc tội với cậu. Ông Bành có chút áy náy nói, tuy rằng tiểu thần y còn trẻ tuổi, nhưng lại có thể gánh nổi danh hiệu bác sĩ quốc dân. Bác sĩ quốc dân là lời đánh giá cao nhất của giới trung y đối với bác sĩ. Không dám nhận, Diệp Lâm khiêm tốn lắc đầu. Có điều, ông Bành đột nhiên có chút sầu lo, muốn mở rộng thần dược ở trong nước cũng khó. Nếu ra tới nước ngoài, trên địa bàn của người ta, thì chắc gì được như mong muốn của mình, chắc là còn khó hơn nữa. Lỡ như người nước ngoài phân tích ra được đơn thuốc rồi làm giả thì sẽ phiền phức lắm. Nghe vậy, Diệp Lâm không chút để ý mà cười cười, tôi đã từng nghĩ tới mấy vấn đề này rồi, ông Bành không cần phải lo lắng. Thứ nhất, ngoài tôi ra thì không ai có thể luyện thành đan dược, huống chỉ là làm giả. Thứ hai, đan dược của tôi bán ra nước ngoài, bọn họ muốn mua thì mua, không mua cũng phải mua. Diệp Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý ép mua ép bán. Nếu nước ngoài hợp tác với nhau không cho phép đan dược tiến vào thị trường của bọn họ thì phải làm sao? Ông Bành hỏi. Đừng nói là cái loại thần dược sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của thuốc Tây ở nước ngoài, chỉ nói là rất nhiều hàng hóa bình thường của Đại Hạ thôi, cũng thường bị cấm tiêu thụ ở rất nhiều quốc gia. Nếu bọn họ hợp tác với nhau ngăn chặn thị trường, Diệp Lâm ngạo nghễ nói, thì tôi sẽ dùng một kiếm chém ra thị trường của bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.